Hiện chúng ta đang có mặt ở bên trong căn hộ của tòa nhà Homeland 2 ở bên khu vực quận 2, đường Nguyễn Duy Trinh. Thì đây là cái khu vực sảnh hành lang của chúng ta, các anh chị, sảnh hành lang rất là rộng nha. Ở đây thì hành lang ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong căn hộ mà chủ nhà ký gửi để chuyển nhượng lại. Thì căn hộ ở đây là căn gốc. Căn gốc 2-3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và vị trí căn gốc này khá là đẹp nè các anh chị. Chúng ta có hệ thống nhận diện ở bên đây. Chuông. Và cửa. Cửa ở đây là người dân đã làm cái cửa thêm cái cửa an toàn ở ngoài luôn rồi. Hai cái cánh. Đây là vừa bước vào bên trong căn hộ của chúng ta. Thì căn hộ của chúng ta ở đây sẽ là gần 30 mét vuông nha các anh chị. Ốp. Gần 100 mét vuông. Đây có hệ thống camera thông minh ở bên ngoài. Đã trang bị rồi. Đó, thì bên tay trái của chúng ta sẽ là bếp. Là tặng full nội thất như vậy. Thì ở bên trong này chúng ta thấy như thế nào là chủ nhà tặng hết như vậy luôn. Có tủ lạnh. Kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Bếp từ, Maloca. Và cái lò vi sóng. Đây là tủ lạnh. Đây trang thiết bị, kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan bên bên trong phòng ngủ. Thì ngay cái trục chính của chúng ta ở đây, cái hành lang thì sẽ bố trí là bên tay trái là hai, bên tay phải là hai phòng ngủ nhỏ và bên tay trái là một cái phòng ngủ master và đây là cái nhà vệ sinh chung. Còn phía ngoài đó là phòng khách. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua bên tay phải là hai phòng ngủ nhỏ. Ở đây. Từ cái cửa đi vô. Thì chúng ta sẽ có đi vào hai phòng ngủ nhỏ. Và có cái kệ tủ để đồ ở đây. Hai phòng ngủ nhỏ thì sẽ đối xứng với nhau tương đương luôn nha các anh chị. Đây là một cái phòng ngủ. Đây. Thì sẽ tặng những cái bộ giường như thế này, bộ ga, bê tủ, máy lạnh. Và đây là cái view nè, đặc biệt là cái view. Thì cái view ở đây là sẽ là nắng chiều, các anh chị thấy nè, đang vui chơi nè. Những chiếc cano dọc bờ sông, sông dòng Ông Tố. Đó, dọc theo mé khu đô thị Palm City của Capoland ở bên kia các anh chị. Đây là cái view về hướng trung tâm nè nha các anh chị. Chúng ta có thể xem được pháo hoa vào các dịp lễ Tết. Thấy pháo hoa của toàn thành phố luôn đó các anh chị. Của khu vực trung tâm Bisaco cũng bắn pháo hoa. Và khu vực Landmark 81 Vinhome Central Park cũng bắn hoa pháo hoa luôn. Thì đây chúng ta xem rất là rõ nha. Đây là cái nhánh sông Vọng Tố. Sông này khá là sạch nha các anh chị. Đây. Và bên dưới thì chúng ta có hồ bơi, mấy em bé đang bơi bên đây. Và cái hồ bơi này là cũng của khu vực của chúng ta luôn nha, của Homeland luôn, Homeland 2, đang dạy cho các bé bơi. Đây là cái trục đường Nguyễn Duy Trinh của mình. Đó, cái view về hướng trung tâm. À, hiện bây giờ là Khoa có mặt ở 4 giờ rưỡi chiều. Đấy là nắng chiều của chúng ta ở đây. Hai phòng ngủ nhỏ chúng ta sẽ có nắng chiều. Và chúng ta thấy được cầu Phú Mỹ ở đây luôn. Bây giờ chúng ta qua phòng ngủ nhỏ thứ hai. Cũng tương đương như vậy. Đây, phòng ngủ nhỏ thứ hai và chúng ta sẽ bố trí cái kệ cho các anh chị sẵn. Cái máy lạnh. View cũng tương tự luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ ra. Đó, từ giữa hai cái phòng ngủ, chúng ta sẽ ra cái bếp, cái nhà vệ sinh chung. Đây là cái nhà vệ sinh. Đó có phòng tắm đứng. Máy nóng lạnh luôn nè các anh chị. Bếp. Các trang thiết bị. Toto.
Đây. Đó, đây là phòng khách nè, phòng khách rộng, rất là rộng. Thì đây là phòng master, phòng ngủ chính. Có tủ, quần áo, giường. Và đây là cái phòng ngủ chính, cái view của phòng ngủ chính ở đây. Chúng ta sẽ mở cửa ra thấy được ngay cái trục đường chính Nguyễn Duy Trinh sẽ mở rộng lên 30 mét. Về hướng cắt lái, khu vực này về hướng cắt lái. Cầu Phú Mỹ và bên đây là quận 7 nha các anh chị. Quận 7, quận 2, quận 7. Đây thì bên trong phòng ngủ master chắc chắn là sẽ có nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh của chúng ta. Nhà vệ sinh khá là sạch nha. Ở đây cũng bàn giao cũng một thời gian rồi nhưng mà chủ nhà giữ khá là tốt cái trang thiết bị nè. Gương, kính màu trắng và bồn tắm nằm. Bathtub ở đây. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ ra phòng master. Đây cái phòng master của anh chị, phòng master thì có hai hướng, bên hướng một cửa sổ và một hướng là phòng là một hướng là sẽ ra ban công luôn nha các anh chị. Là view rất là nhiều nè, ngồi bên trong chúng ta view được ra ban công và view được ra cái cửa sổ luôn. Đây là cái đặc biệt của căn góc như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ban công. Thì ban công view cũng về hướng đường thì Nguyễn Duy Trinh luôn. Đó, đây là cái lối vào của chúng ta nè. Cái căn hộ của chúng ta có hai lớp. Lớp bên đó là lớp bên này. Thì đây là cái cổng vào. Cái lối vào của chúng ta sẽ đi dọc theo đây. Và chúng ta sẽ gửi xe ở bên dưới đây. Còn bên kia là cái Vincom sát bên. Các phòng tập gym đầy đủ. Các trang thiết bị tiện ích ở bên trong nội khu luôn nha các anh chị. Ở đường Nguyễn Duy Trinh của chúng ta có 18 phút Lục Thọ phía ngoài. Thì khu vực quận 2 này là chúng ta cũng không có sợ bị chắn view nữa. Tại vì nhà ở đã ổn định rồi. Cư dân ở đây đã ổn định hết rồi. Chỉ có việc là mở rộng đường lên gấp đôi thôi. Nguyễn Duy Trinh, cầu Phú Mỹ, khu vực quận 2, thành Mỹ Lợi, đảo Kim Cương. Và bên đây khu phường thành Mỹ Lợi, cầu Phú Mỹ, quận 7 ở bên đó. Là sẽ có cục nóng lạnh để bên ngoài. Cục nóng bên ngoài và máy giặt. Đây là phòng khách chúng ta tặng tivi để lại. Đây là cái cửa sổ nhìn về phía đây sông và mùng tố về phía Palm City Capoland. Đây là sông dòng tố khá là rộng nè, một nhánh sông. Các anh chị nào là hiện đang quan tâm về căn hộ ở khu vực quận 2, quận 9 mà đặc biệt các anh chị là căn hộ này đã có sổ rồi nha, đã có sổ hồng rồi, thì các chị nào mà thích mua các dự án mà về ở liền để có sổ hồng thì đây là cái căn hộ mà thích hợp nhất cho các anh chị. Các anh chị hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Nếu các anh chị nào thấy kênh Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, xin vui lòng đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất về các dự án ở khu vực khu Đông, thành phố Đông, thành phố Thủ Đức. Hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại và đăng ký subscribe bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.